Bạo lực học đường, nỗi ám ảnh kinh hoàng với những ai đã từng trải qua, thứ còn đáng sợ hơn cả áp lực thành tích. Gần đây, xôn xao thông tin một nữ sinh tại trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh, quyên sinh, nghi do bị bạo lực học đường. Bạo lực học đường không chỉ nói về những hành vi thô bạo, ngang ngược diễn ra tại môi trường giảng đường, mà nó còn là hành vi bất chấp cả công lý và đạo đức để trấn áp người khác về mặt sức khỏe và gây ra những ám ảnh về tâm lý. Nếu diễn ra lâu dài, có thể khiến nạn nhân rơi vào trạng thái bất an, trầm cảm khi không được phát hiện kịp thời, có thể dẫn đến những vụ việc đau lòng như nữ sinh kia. Hiện nay tại các nước phát triển, việc ngăn chặn bạo lực học đường không chỉ còn dừng ở kế hoạch mà nó còn được coi là những chiến lược cụ thể. Vì bạo lực học đường không chỉ diễn ra giữa những học sinh với học sinh mà ngay cả giáo viên cũng có thể là nạn nhân. Chính vì vậy, cả xã hội phải chung tay thì mới có thể ngăn chặn được vấn nạn này, khi trường học không còn là nơi để giáo dục nhân cách mà chỉ còn là nơi đáng sợ, gây tổn hại đến thể chất và tinh thần thì sẽ chẳng còn ai muốn đến trường nữa.